Sau khi tham quan dinosaur xong thì giờ đội của chúng em đi vào ăn nhà hàng phở dinosaur. Đi phở dinosaur. Giờ vào đây. Ê, giờ trong nhà hàng phở dinosaur. Đây là nhà hàng gọi là phở dinosaur. Đấy, trong này gồm có những món gì đây? Có thịt dinosaur không? Dinosaur. Ôi, có cả điểm sâm nữa này, ăn điểm sâm thì ăn. Đấy, có điểm sâm. Ăn nào lợi hơn vậy? Thôi kêu mỗi người món đi. Muốn ăn gì kêu ra đó. Ăn gì kêu đi. Có cả điểm sâm nữa này. Em thích ăn điểm sâm chân gà rồi đủ mọi thứ hết. Đây. 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 Có phở nên là phở tái, phở bò viên. Phở bò viên ngon hơn. Ăn phở không? Phở sa tế đủ mọi thứ. Bò viên. Có tiếng Việt như này. Có tiếng Việt. Mình về nhà hàng, mình về nhà khách sạn thì họ có cho mình ăn điểm chăn. Không. Mình tự ăn. Bây giờ trong này có bánh mì bò sa tế. Bánh mì này. Tôi ăn cái gì thì tôi ăn được, bánh mì nó nóng ruột quá. Đầy đủ các món ăn, ai muốn ăn gì ăn nha. Cái gì? Thôi đi xin giò ăn nhà, ăn chán thì sao mà dùng bò lên chạy giò. Và đây phỏng vấn nhóm này order gì rồi? Order gì rồi? Hả, phở hả? Bố, ăn gì? Con ăn bò kho mì. Rồi, mấy đứa bé? Mệt rồi à? Phê rồi à? Rồi đại gia đình nhỏ này ăn món gì? Hả? Bún bò Huế có hả? Đâu? Số mấy? Đâu có bún bò Huế đó hả? Lên 15. Nó có cái gì? Nó có huyết bò chân giò không? Không biết. Không biết. Lại huyết, rồi chân giò. Lò chân giò rồi huyết rồi mười mấy? 13 đồng mà đòi chân giò. 20 đồng vô tư, có nhà tài trợ. 6 đồng. Ờ. Rồi order đi. Nè, hãy order ăn nhận, cho nhận hả? Ờ, mình dành cho, mình nhận order cho. Là 2 tô bún bò Huế. 2 bún bò Huế, bé này ăn gì? Bé này ăn bò Tây. Có ăn điểm sấm không? Không. Ờ. Sao đồng chơi Vũ? Một món mì mà. Ngồi đoàn hoàng vô nhà hàng, ông cứ dạng đâu khoe. Mày ngồi ăn ngủ gớp cái mẹ đó ngày. Rồi, order đi. Rồi, nguyên đại gia đình. Ở bên này order gì vậy? Order gì? Bún bò. Bún bò Huế. Phải xem bún bò Huế ở đây có chân giò không? Chắc không có đâu. À, tiền bò thôi là tiền. Đây đang là chuẩn bị order thức ăn. Những người cho order lên trời. Con muốn ăn. Đây bạn này order cái gì vậy? Bột. Hả? Bún bò Huế. Bún bò Huế, 2 tô luôn. Cho bé này ăn gì? Đồ tay. Đấy, mỗi ở bên này nó cho lịch sự hà, mỗi người đĩa rau chứ không phải ăn chung. Đếm lá coi xem người nào nhiều lá. Bên gái nhiều lá hơn. À, bên kia thấy sụp xuề quá. Lá mẹ. Bạn này. Hồi nãy order gì? 2 tô phở. 2 tô phở gì? Phở tái. Có kiểu phở tái luôn à? Anh ăn hủ tiếu bò kho.
bánh mì bò kho. Rồi, hai thằng bé này ăn gì? Hai tô phở luôn, mẹ ăn gì? Mẹ ăn cơm, mới ngày nay mẹ ăn cơm. Cơm tấm sườn bị chả đó hả? Hồi nãy cơm gì? Cơm sườn nướng hả? À, thôi vậy cũng được. Hồi nãy bạn này order cái gì vậy? Hai tô gì? Dạ bún bò hay à? Bún bò với một bún tô phở lớn, một tô phở nhỏ. Bên này rất lịch sự nha quý vị, cho ăn là mỗi người một đĩa rau chứ không ăn đâu chung. Nhưng mà đếm lá thôi, xem lá đĩa là nhiều hơn, lá này nhiều hơn này. Lá này nó có tí à? Đấy là kiện này nè, cái kiện chủ ấy. Bao nhiêu ngày tháng em được ăn được đây? Đây là phở tái, phở tái bò viên nha quý vị. Không cho tao. Đây là cái gì? Phở tái gì? Phở không? Ui. Mày ăn thấy không con? Đang đói nữa. Cô này ăn hết luôn ta? Hết. Hết hả chị? Wow, bé trời ơi. Bún bò Huế nha mọi người ơi. Không có chân giò, không có chả. Chả dạ. Chắc bún bò không? Thôi ăn rồi. Tối đi ăn tôm hùm. Đây, hai ly trà sữa. Wow, nhìn nè quý vị ơi. Nhìn đẹp không? Đây là trà sữa gì? Trà sữa... Green tea. Green tea hả? Mai. Được. Đây là cà ri của em bé. Em bé ăn hết cái chén này là no tới chiều luôn nhé. Cho nó mì chè, không thể nói. Mặt thì buồn đấy con. Đói à? Mẹ nó bị trời quá. Mày ông bố hả? Bố là đói rồi. Đây, hai tô bún bò Huế nữa này. Mày ăn hết đồng này Trình? Dạ, chắc không. Nhiệt quá. Không ăn hết là phải mang đi đó. Đó, hai tô bún đặc biệt. Rất tiếc là nếu mà có chân giò heo mới huyết mới chả là người nói món này rồi. Nhưng mà thôi, để cho mọi người ăn món này trước đi. Để review coi, thử coi ăn như thế nào, xem cái nước của nó như thế nào, ok không? Đừng nói là đói, thử cái gì cũng ngon nha. Được không? Hơi nhạt hả? Dạ. Ơi cái này có mắm tôm không? Không có hả? Nhà hàng có bể cá đẹp lắm. Mấy con cá. Sao cũng ngon không? Từ trưa nè. Cũng ngon nha. Thiếu chân giò vậy quý. Thiếu chân giò vậy quý. Thiếu chân giò vậy. Để coi xem thử con review coi. 21 mày mở nhà hàng. Được không? Thiếu độ gì? Cay quá. Cay quá. Em có ăn cái gì không? Em là cần. Cay quá. Em ăn. Cay quá. Sau những thời gian chờ đợi thì bây giờ rau đã ra rồi. Mày ăn hủ tiếu mới Vũ sao rồi, đói chưa? Mình có mấy cánh gà đói gì nữa. Thằng bé hả? Ủa cánh gà đâu? Ở cũng xe đó, cánh gà tôm đó, chiên qua đó. À, hẹp chi. Rau cần sao đó cho em không ăn không vậy? Sao cố gắng phấn đấu tới đâu rồi, hết chưa? Dạ, em bé em hết. Cố gắng ăn đi, có sức khỏe để mà còn làm việc. Tô to thôi, cái tô nó hơi to một tí thôi. Chứ ở dưới nó là... Đây, bò kho, mặt mì. Bốc cái quấy cái ở dưới này mà nó có cái gì? Không biết nữa đây. Đó, mình bông nước rồi. Đây, cơm sườn. Đây, cơm sườn. Đây, con bé
của anh đó. Dạ, dạ, không. Ba tô hả? Anh hủ tiếu, anh hủ tiếu có cái này. Để lỡ cha vô trong cái hủ cầu kho kìa. Thử coi, cơ sườn này, hai miếng sườn khổng lồ. Nhỏ có trứng nóng nha, đổ như là cẩn thận nha. Dạ, dạ, nóng nha. Cẩn thận. Đây, phở. Ui, nãy mà không bỏ hai mà. Nhiều chứ mẹ. Nhiều đâu con, sức ăn con ăn hết được mà. Hết đâu, hết đâu lòng, cố gắng hết. Cơm tấm sao. Thử chưa? Chưa. Thịt nó ướp ok không? Thấy hai miếng thịt to vậy trời. À, nãy con này cầm tấm này, cái này thiếu trứng mới bừa sườn bị chả. Nãy có mà con không để ý. À, không, không để ý, không, từ từ. Từ có dao không? Cái này lấy dao đây này. À đây có đây. Dao cắt. Đó, một tô cầm tấm. Ta bao tô. Sao cái này thì bỏ kho bánh mì sao? Đói ngon hết. Hả? Đói gì ngon. Đói gì hôm qua thế này. Mà sao ít thịt bò thế nhỉ? Thôi. Đây, tôi bên này phở đến với bà. Phở với gì? Ồ, chân gà, mấy này thiếu cái này ăn là điểm xuất chân gà hay là phở. Mẹ này ông ăn phở, bà ăn phở, ông ăn phở, trời ơi, cả nhà ăn phở. Mình đi ăn hủ tiếu. Tiếu cái này ăn tráng miệng, à, không phải ăn khai thịt, chân gà. Đây nè, chân. Về chân gà rút xương, bà ông mời ông bà ăn thử cái miếng chân gà ra xem. Thử đi, chấm tương này con. Đừng có chấm hết, ăn chấm tương thôi, đừng chấm hết. Đây, một tô phở của bên Trân Heo. Sao con ăn giá bỏ vào không? Ăn giá ăn rau con. Giá này. Rau, quế là lại bao phở nữa. Không sao, tí order một phần cơm mắm sẽ ăn cho đỡ. Sao hồi nãy thịt nó ướp ngon lắm, thịt ướp ok, nhạt lắm. Món thứ hai ba đó là món đậu hũ. Đậu hũ xào gì không biết. Có xả quá. Có xả, thấy mùi xả. Xả. Ngon không bé? Phở ngon không? Dạ. Ngon hả? Không, ông có mùi xả không? Đấy, đậu hũ có mùi xả. Đây, tô của hai ông bà thì cũng hấp dẫn quá. Đây. Thôi bà thử ra xem nước phở thế nào. Có cần thêm cái gì không? Cần thêm cái gì không? Vừa rồi hả? Rồi, thì hấp dẫn lại. Này có xin ớt không? Ông ăn ớt được không? Cho ớt. Ớt nhờ. Ớt nhờ. Cuối cùng tô của mình là đó là hủ tiếu đồ biển. Hủ tiếu đồ biển đây mọi người ơi. Nhìn hấp dẫn không? Rồi bây giờ ăn đây. Còn cái đậu hũ này là vì lý do kỹ thuật rồi đó mà bây giờ phải dồn. Dồn vào bịch để tối mang lên ăn ăn. Ôi trời, nó bông chuyện nha. Khi lên đường sao quý vị ăn no không? No. Muốn ăn quý... thêm gì không? Thôi, no rồi. No rồi. Không ai ăn nhiều đường như trái đâu. Ôi trời ơi. Sao? No không? Xong rồi chưa đủ bình. Thôi, thôi, thôi. Có sức trẻ. Có sức trẻ.
Thôi đi. Có sức để đi tiếp. Tiền này đâu vậy? Hả? Nghe ăn xong đưa tiền đấy. Cho cái bóp luôn nè, rồi để nói là tiền nè, cho bóp luôn nè. Cái bóp của cha nó bé bé xinh ha. Thanh toán đi xong rồi xuất. Giờ ăn xong rồi bây giờ là thanh toán rồi đi. Đi tiếp về Calgary, từ đây về Calgary mất hơn 1 tiếng đã. Này là gói mang đi vào khách sạn tối nay ăn. Tối nay là thông báo luôn, tối nay là phòng này có em nhỏ, nơi tụ tập đông người được, ok. Rồi có bia rồi, được không? Được, chứ còn hỏi được không? Được không? Chứ còn phòng của mình người già cao tuổi, cao máu. không nên tổ chức. Còn bên này thì thôi, trẻ em nó nhiều quá. Tìm cái phòng nào chẳng lẽ ra ngồi phòng khách đó, thì được không? Hai năm.